khán giả chật kín khán đài tạo điểm nhấn cho sân bóng Thai League 1 và giải hạng nhì quốc gia Việt Nam. Sân vận động BG trong trận đấu giữa BG Pathum United và Buriram United. Sân vận động thành phố Từ Sơn trong trận đấu giữa Bắc Ninh FC và câu lạc bộ trẻ Hà Nội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.